Xin chào tất cả anh chị và các bạn, tôi là Lê Đức Hiếu, hiện đang công tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là về tôm. Tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, phụ trách khu vực xã Thành Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Hiếu rất vui khi tới thăm ao của một khách hàng là cô Ngo ở ấp Bình Phú, xã Thành Trị. Và hai ao nuôi này sau lưng Hiếu là cô vừa mới thu tôm cách đây khoảng một tuần. Và Hiếu tới thăm cô để ngồi tâm sự và nói chuyện. Các anh chị cùng theo chân Hiếu nhé. Thấy con từ hoa ấy. Để con hỏi trước nha. Thì đây là cô Ngo. Thì sao cô Ngo biết tới OBS vậy cô Ngo? Tôi thấy thằng con tôi nó chỉ mẹ vô mua OBS. Tôi hỏi OBS ở đâu mày? Nó là ở trong ngay chú Đình á, mẹ vô tổng tư anh chị. Rồi bắt đầu tôi vô thì tôi mua thuốc về, tôi cho ăn gan, đường ruột, với phán sữa, gan đỏ. Gan cua gì đó. Cua nè, cua. Gan đỏ nè. Gan đỏ là inoli. Rồi tôi cho ăn. Rồi tôi ấy tháng vậy tôi quấn. Nên diệt khuẩn. Rồi tôi mua thuốc diệt khuẩn gan về tôi diệt khuẩn. Tôi với mua thuốc gan về tôi tạt. Nên tôi được kết quả mà cao. Thu được nhiêu tấn hả? Thu được tấn chín một ao á, thì tấn chín 50 kg, bán giá 120.000 ký. Dạ. Còn ao á thì được 2.3 gần 2.4 mà bán cũng 120.000 ký. Rồi cho ăn á thì một tấn chín 50 kg mà tôi cho ăn có 1.8 mà 20 kg thức ăn à? Còn ao bên này thì 2.3 mà tôi cho ăn đó là 2.5 thức ăn đó. Mấy vụ trước cô nuôi thường nó bị gì cô? Có nhiều ngày mấy vụ trước là nuôi là bị gan với đường ruột. Có 40 ngày, chưa đầy 40 ngày thì đường ruột. Xong mới chuyển quay thử OBS. Rồi tôi nghe nó hô OBS thì tôi không biết cái gì, chừng tôi vô thấy rồi tôi mua thuốc OBS cho ăn nên nó được kết quả. Không mà nói thuốc không cũng đúng. Thường là mấy ngày cô kiểm tra nước với kiểm tra tôm định kỳ mấy ngày. Cũng như là 7 ngày là tôi kiểm tra nước. Thì vô thì OBS nói cô về cô dược phẩm thì về dược phẩm. Gan thì tôi về tôi tạt gan vậy đó. Nói chung là lúc đầu cô tới là tôm cô nó cũng ăn yếu cũng đang ấy. Thì xong rồi cứ con cứ ba năm ngày là con gọi cô đem nước ra với đem tôm ra con kiểm tra thử một lần. Không có gì thì thôi, nhưng mà có gì thì mình xử lý cho nó kịp. Cái ao mà tôi 2 tấn mấy á, không nhờ thuốc OBS là ao tôi chắc lên đường quá. đầu nó ăn yếu thôi, từ sau rồi á là Hiếu nó biểu thôi cô cắt cử một bữa đi cô, rồi tôi cắt cử rồi sao mấy ngày sau nó ăn gan rồi ấy lại gan đồ loại, rồi tôi giật khuẩn tạt gan đồ loại cho nó ăn mạnh lên. Không có OBS này chắc của tôi chắc lên đường, nó ao nó lên đường rồi. Rồi vụ này rồi. Sao vụ này cố gắng cũng theo thử cũng theo OBS nữa. Dạ. Vụ này cũng giờ cũng theo OBS nữa thì lấy thuốc OBS rồi xử lý đó, rồi giờ cũng theo OBS nữa. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô, lỡ giúp cô vụ này thì mình cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, không nói chứ gì, nhưng mà mình cũng phải cố gắng hết sức. Cố gắng theo sát con tôm. Theo sát à. Bây giờ theo sát cứ kiểm tra tôm, kiểm tra nước liên tục. Rồi. Tôm. Dạ. Thì vụ tới cũng, thì tôi cũng cảm ơn OBS. Vậy đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Thì vừa rồi là chia sẻ của Hiếu và ao cô Ngo. Thì anh chị hay là bà con nào đang nuôi tôm ở Bình Đại cần tư vấn về các sản phẩm thuốc và giống của công ty OBS, có thể liên hệ với Hiếu qua số điện thoại là 0972 246 315, hoặc là có thể đến trực tiếp cửa hàng là ở ngã tư Thành Trị, đi về phía cây chôm phía bên tay phải. Nếu anh chị đi từ ngã tư Thành Trị hướng về phía cây chôm thì qua chợ khoảng 100m ngay khúc quanh nhìn bên tay phải sẽ có trung tâm xét nghiệm. Còn anh chị đi từ hướng cây chôm về ngã tư Thành Trị thì qua đình khoảng 100m sẽ nhìn bên tay trái sẽ có trung tâm xét nghiệm của OBS.